Hết Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Hiện tại thì MLMS thấy có hai xe chở xi măng tới đây. Cái gì? Xe nhà màu cho chú lên hả? Chút tiệm con lên nè. Cái gì? Tiệm con sàn lên tới đó. Cái gì? Xe nhà mộ cho chú vô lên hả anh Minh? Này là thông tin này chưa chính xác, chỉ là Hải với anh là phỏng đoán thôi. Ừ rồi. Chị Loan lên tới đó. Chị Loan có xe chở lên là chị Loan với chị Loan lên giờ. Phải không nội? Cãi không? Thôi giao xi măng phải. Nói chung giao xi măng, xây mồ. Nhưng mà không biết là xây cho ai. Nói chung là mấy anh đây cũng chưa có biết. Người ta lấy nhiều rồi. Lấy năm này sang năm nọ đấy. À. Vậy sao nãy còn bây giờ thì quý cô chú chị ơi, vì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cái gì? Gì mới đây kết thúc rồi. Anh nói là giao cho ổ chú Linh. Không phải, đã nói rồi nãy giờ mà không biết nữa. Anh nói là gì? Xin chưa mở máy lên đó thì ảnh mới lại nói anh ơi, mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở đâu? Thì nó là ở đây. Là anh đi ra đây luôn nè, cái mở máy lên coi. Quay ảnh. Nó nói, ủa anh đi đến đây làm gì? Cái nói là em giao xi măng. Đó mà nói là ngay cái chỗ mộ của chú nè, mà không biết ai. Là giao xi măng ngay mộ chú luôn. Nhưng mà chú biết có ai thôi. Bao nhiêu đây xi măng xây được mấy cái nhà mộ luôn á? Quá nhà màu đổ bóng đổ đầu tùm lum á. Thì đó thì câu chuyện này chưa biết chính xác nha quý cô chú anh chị. Nhiều khi mà xây nhà màu còn càng mừng nữa. Bây giờ thì xin chào bà con ha. Hẹn bà con một video kế tiếp, nếu mà có thông tin chính xác thì mình sẽ đăng cái video sau cho bà con cô bác ha. Giờ phải đợi nè. Rồi, khán giả đó luôn. Xe là ở trước cái đường của mộ vô mộ của. Ủa xe tới nè. Đó. Khán giả tới. Hiện tại thì có hai chiếc xe tải chở, một chiếc xe tải chở xi măng với một chiếc xe tải chở cát đúng không? Tại vì em thấy ảnh Hải nhiều ôm sầm chạy ra. À, bà con hình như chuẩn bị đến viếng mộ chú Vũ Linh thì phải. Anh Minh hướng dẫn cho bà con cô bác vào đi. Rồi anh đi ra đi, ra đây. Anh đang cầm hả? Được rồi. Dính không? Hướng dẫn thôi mà chứ đâu có làm gì đâu. Cái nào mình đừng có cầm máy là trực tiếp thì bà con người ta không có ngại. Nè, được rồi. Không tâm lý gì hết. Rồi mình đốt nhang cho bà con. Ủa cô, mình đến từ đâu hả cô? Với cô ở Sài Gòn đến. Ghé mình viếng mộ của người thân ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi sẵn tiện là mình ghé mình viếng mộ chú đúng không các cô? Dạ. Dạ. Con nắng quá, để con lấy cái đồ con dao với các cô nha. Rồi hâm mộ thắp rồi đi mà. Rồi hướng thắp đúng cái hướng thôi. Dạ. Thì để con che dù. Rồi mấy cô đến rất là đông. Hầu trưa nắng, bữa nay ông Bến là cầm hai cây dù để cho khán giả mát của chú anh chị ơi. Họ vỏ luôn. Mình ông thì bà dạ, đúng mình. Rồi, bà con mình á. Ở dân Tây là còn ôn ra là gì họ mà quê. Cầm vô đi cô, cầm vô mình tham quan một vòng đi cô. Cho nó mát. Đây nè. Đó này.
Đã cô, có cầm dù cho cô đó cho nó mát chưa? Em xin được cầm dù ra đây. Rồi các cô có chụp hình không? Con chụp hình giùm cho. Rồi bây giờ vô hết đi, con lấy điện thoại con chụp cho một pha đẹp. Nhưng có cái hướng nào mà thấp chứ. Rồi vô đi. Đây đây cậu. Có nhang lại cái nhang hương cho cậu. Có một cái thấp. Dạ dạ có. Để anh Ngọc đốt nhang cho chú. Rồi mình vô luôn đi cô. Vô đứng hai bên, đứng gần bên vậy. Cậu buồn sao? Phải hai bên, hai bên. Một bên là cậu buồn. Rồi bây giờ chú vô luôn. Đó. Bây giờ chú vô luôn. Bây giờ con tạo kiểu rồi nha. Rồi. Caramel luôn, có caramel và bánh cơm. Caramel chạy bằng cơm. Rồi bây giờ chụp nha. 2, 3, cười tôi lên nha. Rồi bọc tấm đó nha. Đó, trời ơi, ai cũng cười tươi hết trơn. Dạ, mấy giờ gái có luôn. Ai chụp riêng không? Dạ không, chụp rồi. Cảm ơn. Lễ Vu Lan có ghé rồi. Cảm ơn chú con. Dạ. Dạ. Đây là chị Vũ Linh bây giờ là thỏa mãn. Thỏa mãn rồi đó. Đây. Đây là bà dì hâm mộ. Bà dì hâm mộ. Đời đi cho được chú Linh, chú Năm. Như bà dì này hỏi rõ luôn đúng không cô? Dạ. Tâm là trong 2007 là ở miền Đăng Tây này là có một cụ ra nhìn dòng họ Vọng ở một quê là Hà kia lần mà nói là ông đó ông nói là có một người con là đi nghệ sĩ. Rồi cảm ơn Mình cứ cầm dù ra tới ngoài luôn đi cô. Cô chú về nhớ gõ 15 mét Bình Dương nha. À 15 mét Bình Dương. Dạ. Dạ. Rồi chúc các cô gì sức khỏe nha. Tiện đi rồi mình cũng ghé vô luôn á con. Dạ. Chúc cô về mạnh khỏe. À rồi cô. Dạ. Đó. Bây giờ bà con là chuẩn bị về ha. Rồi tụi con cảm ơn đại gia đình của mình nha, chúc cho đại gia đình của mình luôn được dồi dào sức khỏe. Dạ. Đó, mọi người đi mấy xe luôn. Quá trời đông vui luôn. Dạ. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô, chú, anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.